Chào anh em, chào mừng em trở lại channel YouTube của Thi Tài Soccer. Hôm nay lại một tuyệt kỹ AK khác, một tuyệt kỹ trong bóng đá đường phố. Động tác mang tên Triple AK. Đừng nói nha. Triple AK. Để làm động tác Triple AK này, chúng ta cần phải hiểu rõ là Triple AK là gì. Triple là 3 đó, AK là 3. 3 cái chạm làm nên một cái triple AK. Một cái chạm đầu, chạm thứ hai, chạm thứ ba, 1, 2, 3. Triple AK là 3 cái chạm làm thành AK. Ok, để tập luyện động tác triple AK này chúng ta sẽ cần đơn giản như thế này thôi. Mình làm một cái reverse elliptical hay reverse AK cũng được, nhưng mà trên không. 1, 2. Đấy. Rồi nhớ nha, chú ý kéo bóng ngược về rồi làm reverse AK. 1, 2. Khi mà sau khi làm cái 1, 2 xong thì chân này follow theo quả bóng, làm cho quen. 2. Tiếp tục 1, 2. Rồi cuối cùng là đá vào bóng, là cái chạm AK thứ 3. 1, 2, 3. Ok, lật nữa nha. 1, 2, 3. Lật nữa nha. 1, 2, 3. Rồi. Thì có hai phương pháp để làm. Một là một cái reverse AK và cái kick cuối cùng. Phương pháp thứ hai là chúng ta sẽ lift up và đá AK trên không. Lift up AK trên không. AK trên không bằng một chân nha anh em. Nè. Lift up AK. Ok. Rồi, triple AK. 1 2 3. Hôm nay là một buổi tập của mình với động tác triple AK. Mình sẽ cố gắng làm động tác triple AK này 10 lần liên tục. 10 lần liên tục. Một động tác khó cho bóng đá được phối này. Đi thôi. Tiếp tục. Lít up AK. Tiếp tục. 3. Lần nữa. Làm động tác triple AK này để chuyền bóng, để qua người, để ghi bàn. Nhờ một động tác rất là khó ứng dụng trong thi đấu thực tế. Mình nghĩ là nếu anh em tập động tác này để nâng tầm cái đôi chân mình lên thôi. Còn để ứng dụng thì được thì tốt, không được thì cũng không sao. Ok, nếu anh em thấy hay thì like, mình quên subscribe channel YouTube của Thi Tài Soccer. Mình sẽ còn làm rất là nhiều video clip về bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật, thi đấu bóng đá, tập luyện bóng đá. Ok, mình phải thi. Xin chào và hẹn gặp lại.